Tranh giành con gái. Con yêu, tới giờ ngủ rồi. Nè, Fiona, khoan hãy đi. Anh đang xem phim của em đóng đây này. Em diễn rất đạt, vào vai bà mẹ như thật vậy. Dù sao thì đây cũng là một vai diễn khá mới lạ đối với em mà. Ừ, hai chúng ta đã cưới nhau được 5 năm rồi. Fiona, anh nghĩ đã đến lúc chúng ta nên có một đứa bé rồi. Nhưng em là một diễn viên. Nếu như sinh em bé, em sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới vóc dáng. Sự nghiệp của em lại đang ở đỉnh cao, nên... Vậy chúng ta sẽ phải chờ đến khi nào đi? Em nghĩ hay là vợ chồng mình thuê người mang thai đi. Ừ, sao phải làm thế? Họ chỉ thuê người mang thai hộ, trong trường hợp không thể tự sinh con được mà thôi. Em thấy chuyện này có sao đâu, đứa bé vẫn mang dòng máu của hai chúng ta mà. Chỉ là bào thai sẽ lớn lên ở trong bụng một người phụ nữ khác thôi. Vậy thì hãy làm theo cách của em đi. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Em sẽ tìm người thật phù hợp cho việc này. Giờ thì em phải đi đây. Chào anh chị, tôi tới dọn dẹp ạ. Emily, cô đến dọn dẹp rồi đấy hả? Hôm nào cô cũng rất đúng giờ. Tôi có mấy bộ quần áo đi diễn để ở trong phòng á. Cô mang ra tiệm giặt là giúp tôi nha. Ừ, dạ vâng, tôi nhớ rồi, chị cứ yên tâm mà. À, nghe nói mẹ cô đang phải nằm viện. Bệnh tình của bà thế nào rồi? Cảm ơn anh, nhưng sức khỏe của mẹ tôi không được tốt cho lắm. Chắc phải nằm viện thêm một thời gian nữa. Xin phép tôi đi dọn phòng đã nha. Emily từng có kinh nghiệm mang thai. Cô ấy lại rất khỏe mạnh, lại là người nghiêm túc và tử tế. Cô ấy cũng đang cần tiền, thật quá phù hợp, còn tìm đâu nữa. Em đang nói gì vậy? Em định nhờ Emily... Anh chị nói sao? Tôi sẽ sinh con giúp cho anh chị à? Tôi chưa nghĩ tới việc này. Đứa bé sẽ được thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó đưa vào tử cung của cô. Cô chỉ là người mang thai đứa con của chúng tôi, giúp chúng tôi thôi. Nhưng... Nếu cô thấy số tiền 50.000 đô chúng tôi sẽ trả cho cô vẫn chưa thỏa đáng, thì chúng tôi có thể trả thêm. Đó là số tiền rất lớn đối với tôi. Chỉ có điều là hãy cho tôi thêm thời gian suy nghĩ đi. Cô cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Tôi biết là cô cũng đang cần tiền để cho mẹ chữa bệnh, có phải không? Tốt rồi. 12 tuần tuổi, thai nhi đang phát triển rất tốt, tim thai khỏe mạnh. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mà sao cô Fiona không đi cùng cô? Dạ, chị ấy rất bận ạ. Hôm nay chị ấy nhận lời chụp ảnh bìa cho một tạp chí. Cô hãy ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, uống thuốc theo đúng chỉ định nha. Cô phải ăn hết chỗ này luôn đó. Tôi nghĩ rằng nếu tôi ăn hết chỗ này, cô bé của chúng ta sẽ bị bội thực mất. Đó là một bé gái hả? Tôi đã nói với chị từ hôm đi khám về rồi mà. Tôi bận quá nên quên mất. Tôi đã mua cho cô những loại thuốc bổ tốt nhất rồi đó. Cô nhớ uống đầy đủ và đúng giờ nha. Tôi phải đi bây giờ. Chị Fiona, tôi đã mua cho bé rồi đây. Chị thấy có ưng không? Dễ thương quá. Nè, sao thế? Cô bé đang đạp vào bụng của tôi. Tôi chắc là con gái của tôi đang mỏi tay mỏi chân và muốn hoạt động một chút đấy mà. Chị có muốn chạm vào bụng của tôi để nói chuyện với bé không? Có chứ, để tôi thử nha. Alo. Vậy sao? Tôi sẽ tới ngay. Đạo diễn bộ phim mới đang cần trao đổi vài điều với tôi. Tôi phải đi gấp. Con gái, mẹ mong chờ tới ngày nhìn thấy con. Alo, tôi là trợ lý của diễn viên Fiona. Ai ở đầu dây bên kia đó ạ? Hả? Gì cơ? Vâng vâng, tôi sẽ nói với chị ấy ngay đây. Chị Fiona, chồng chị vừa gọi điện. Anh ấy thông báo cô Emily đã biến mất và anh không thể tìm thấy. Hả? Trời ơi, sao lại thế? Tôi phải về ngay. Xin lỗi mọi người nha. Anh đã gọi,
nhưng cô ấy tắt máy rồi. Quần áo của cô ấy cũng không thấy đâu. Đồ của em bé cũng mang cả đi rồi. Anh đã chạy đi tìm khắp nơi rồi. Trời ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bà Margaret là mẹ của cô Emily. Bà ấy ở phòng bệnh số 23 suốt 9 tháng qua. Nhưng bà ấy đã trốn viện từ đêm qua rồi ạ. Hiện chúng tôi cũng chưa tìm được. Không còn nghi ngờ gì nữa. Emily đã cố tình bắt cóc con của chúng ta và có ý định bỏ trốn. Cô ấy đã lên kế hoạch từ trước rồi. Em không ngờ Emily lại như vậy. Chúng ta đã nhầm lẫn khi chọn người mang thai hộ rồi anh à. Em bình tĩnh, chúng ta sẽ tìm được cô ấy thôi. Cô ấy sắp tới ngày sinh rồi. Cô ấy đã mang theo đứa con của chúng ta. Cô ấy sẽ làm gì với đứa trẻ? Liệu cô ấy có định bán nó đi hay không? Trời ơi, tôi chết mất. Anh chị cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra cô ấy thôi. Năm tháng sau. Vâng, cảm ơn ông, chúng tôi tới ngay. Fiona, cảnh sát đã tìm được nơi ở của Emily rồi. Họ đã bắt cô ấy. Chúng ta có thể tới đồn cảnh sát để đón con về. Lạy Chúa, chúng ta đi đón con, mau lên anh. Chúng tôi thật không ngờ, lòng tin của chúng tôi đã đặt nhầm chỗ. Cô thật là một kẻ bắt cóc xấu xa. Xin lỗi anh chị, chỉ vì sợ sẽ phải trao đứa bé cho anh chị mà tôi đã làm liều. Cô có biết suốt 5 tháng qua chúng tôi đã không ăn không ngủ được không hả? Cô đã lên kế hoạch để bắt cóc con của chúng tôi. Giờ thì cô ấy sẽ bị pháp luật trừng trị. Mời anh chị hoàn thành nốt các thủ tục giấy tờ để mang bé về. Không, đừng mang con của tôi đi mà. Xin anh chị để cho tôi bé bé một chút có được không ạ? Không, cô không được động tới con của tôi thêm một lần nào nữa. Ồ, ngoan nào con, nín đi con. Ồ, phải làm sao bây giờ đây anh? Con không chịu uống sữa suốt cả ngày nay rồi. Thế thì chết mất, chúng ta phải làm sao đây? Hay là chúng ta thử hỏi Emily xem. Cô ấy có kinh nghiệm chăm con bé suốt 5 tháng rồi. Có cần em đi cùng không? Không đâu, một mình anh có thể ký giấy bảo lãnh cho Emily được. Con bé rất yêu quý cô. Suốt 9 tháng mang con bé trong bụng, tôi nhận ra là tôi yêu nó biết chừng nào. Cảm giác sẽ phải giao con bé lại cho anh chị và ra đi khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Chính vì thế mà tôi... Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Cô đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Dù đứa bé không phải máu mủ của cô, nhưng có một sợi dây vô hình giữa cô và đứa bé. Thứ tình cảm mà tôi không thể có được. Ngay từ khi đưa quyết định nhờ cô mang thai hộ, tôi đã là một người mẹ ích kỷ rồi. Tôi xin lỗi. Tôi đã nông nổi quá khi định bỏ đi để chiếm lấy đứa con này. Chị tha thứ cho tôi chứ. Làm sao có thể không tha thứ cho một người mẹ chỉ vì cô ấy yêu con mình. Cảm ơn tấm lòng vị tha của anh chị. Chị cho tôi ở lại đây một ngày để được gần con bé lần cuối, được không? Cô có thể đến đây bất cứ lúc nào mà cô muốn. Nếu cô không thấy phiền, hãy trở thành mẹ đỡ đầu của con bé nha. Chị cho tôi được trở thành mẹ đỡ đầu của con bé à? Phải, hãy nhìn xem, con bé ngủ ngon lành trong vòng tay của cô. Khi con bé tập nói, nó sẽ gọi cả hai chúng ta là mẹ. Tình cũ không rủ cũng tới. Tôi biết rồi, tôi đang đến ngân hàng để làm việc với người ta đây. Nếu không huy động được vốn thì không chỉ anh chết mà công ty tôi cũng phá sản luôn. Kìa, có phải anh Dương không ta? Anh ấy giờ làm người giao hàng ăn ư? Nhanh vào đi, xem cứ đứng được ra thế.
Ừ, không, không có gì đâu, em đến đi. Ừ, là Thùy. Cảm ơn cậu nha, thật ngại quá. Bác đang đi thì hoa mắt chóng mặt ngã ra đường, may mà có cậu giúp bác. Không có gì đâu ạ, cháu cũng đi đường thấy hoạn nạn thì giúp đỡ thôi ạ. Bác cứ ngồi đây nghỉ một lúc cho khỏe đi, đồ ăn bác không đi đưa được thì cháu sẽ mua hết cho bác. Cậu thật là tốt bụng. Dự án lần này nếu thành công, chúng tôi có thể vượt lại công ty và sớm hoàn lại vốn. Chúng tôi thật sự rất cần các vị giúp đỡ. Chúng tôi đã phải thế chấp nhà và toàn bộ tài sản. Chúng tôi thật sự đã không còn gì nữa rồi. Cô khóc cái gì mà khóc, làm ăn phải có lúc này lúc kia chứ. Được rồi, cậu cứ như vậy mà triển khai đi. Mình ở nước ngoài khá lâu rồi, nên còn rất nhiều vấn đề trong nước, mình cần cậu hỗ trợ. Cậu lại khiêm tốn quá rồi, cậu phải tài giỏi thế nào thì sếp tổng mới đề bạt cậu vào vị trí giám đốc ngân hàng chứ. Thôi được rồi, công việc gác lại một bên đi ha. Cậu có biết hôm nay mình gặp ai hay không? Ừ, là Thùy phải không? Ừ, đúng rồi, cậu đánh hơi thấy người yêu cũ nhanh vậy. Oan gia ngõ hẹp thôi. Đúng là oan gia. Trước kia vì cậu nghèo khó mà cô ta đã bỏ rơi cậu. Giờ mà biết cậu thành công như thế này á, chắc cô ta sẽ phải tiếc hùi hụi cho mà xem. Cậu vừa về nước chắc không biết đâu, sau khi bỏ cậu theo vị giám đốc giàu có kia hả, nghe nói cũng không có sung sướng gì đâu. Bây giờ công ty đang nợ đầm nợ đìa kia kìa. Đây là hồ sơ thế chấp của họ. Giờ cậu muốn từ chối công ty họ, mình cũng đồng tình với cậu. Đáng đời của ta. À, tối nay lớp mình họp lớp đó nha. Mấy năm nay cậu biệt tâm biệt tích, giờ cậu đã trở về và thành công rồi, cậu nhất định phải đến họp lớp cho Thùy nó mất mặt luôn. Ờ, cậu muốn mình trả thù Thùy? Bộ cậu quên năm xưa cậu đã đau khổ ê chề thế nào hả? Khiến công ty chồng cô ta phá sản, làm cô ta mất mặt trước bạn bè, thế mới gọi là đỉnh cao của trả thù, cậu có biết không? Thùy ơi, Thùy ơi, anh làm cái trò gì thế? Em chỉ đến để nói cho anh biết là em muốn chia tay. Anh đừng nghĩ đến chuyện níu kéo vô ích nữa. Tại sao lại thế? Chúng ta đã bên nhau 5 năm rồi, có phải anh đã làm gì sai không? Em nói đi, anh sẽ... Anh không sai, nhưng anh quá nghèo, được chưa? Làm sao mình có thể quên những ngày tháng đó chứ? Ai chà, bình thường đi gặp đối tác, cậu cũng ăn mặc dáng gì? Hôm nay đi đâu mà cậu ăn mặc sang trọng thế này? Hôm nay là lần đầu tiên tôi đi họp lớp kể từ khi trở về nước. Chắc sẽ gặp lại mối tình đầu mà tôi từng tâm sự với chú ấy. Sao có thể xuề xòa được? Một cách trả thù tình cũ ư? Chú đừng cười cháu chứ. Ờ, đây là... Đây là quán quen của tôi và cô ấy hồi còn là sinh viên nghèo. Giờ đến đây lại thấy nhói lòng. Mọi chuyện cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Cậu thật sự hận cô ấy vậy sao? Chú cũng biết chuyện trước đây của chúng tôi mà. Hồi đó cả hai chúng tôi đều rất nghèo, nghèo đến nỗi dù tặng tiền lắm, hai đứa cũng đi học ăn mì tôm, bánh mì không qua ngày. Vậy mà cũng bên nhau hết 4 năm đại học ấy chú à. Ra trường tôi lao đầu đi tìm việc rồi làm thêm. Tôi đã cố gắng không ngừng nghỉ vì muốn cho cô ấy một chỗ dựa vững chắc sau này. Vậy mà cô ấy lại vì một người đàn ông giàu có khác mà phản bội tôi. Cô ấy khiến cả thế giới của tôi sụp đổ. Nhưng tại sao, sau khi đã phản bội tôi như vậy, cô ta lại không hạnh phúc chứ? Chứng kiến tất cả những điều đó, tại sao tôi lại không thể vui vẻ được? Cô ấy đang không hạnh phúc và đang khốn đốn đó. Cậu thấy sao? Cậu hả hê chứ? Chẳng phải đó là sự trả giá cho cô ấy sao? Chứng kiến tất cả những điều đó, tại sao tôi lại không thể vui vẻ được? Vì cùng nhau trải qua những tháng ngày nghèo khổ đến cùng cực, nên có lẽ chính cậu cũng hiểu cái khát vọng muốn thoát khỏi cảnh nghèo đó như thế nào. Vì vậy có lẽ sâu thẳm tâm hồn, cậu đã thấu hiểu, đã tha thứ cho quyết định năm ấy của cô Thùy. Bản thân cậu đã tha thứ cho cô ấy, nhưng cái tôi lớn của cậu lại muốn cậu phải hận cô ấy. Cái tôi của tôi ư? Giờ tôi hỏi cậu nha,
Nếu như kế hoạch trả thù của cậu thành công thì cậu sẽ thấy thế nào? Bác hỏi lạ vậy. Đương nhiên rồi, lúc ấy tôi sẽ thấy hả hê. Vậy vừa nãy sao cậu lại nói rằng cậu thấy buồn? Bởi vì khi nghĩ đến cô ấy khủng hoảng, ngục ngã, tôi lại nghĩ đến những ngày tháng gắn bó bên nhau và cảm thấy xót xa cho cô ấy. Đó nha, chưa phải do cậu trả thù. Thấy cô ấy khổ sở, cậu đã thấy có phần xót xa. Nếu mà cô ấy khốn đốn do chính sự trả thù của cậu thì có lẽ cậu sẽ còn cảm thấy dây dứt hơn nữa. Nhưng tôi còn một câu hỏi này quan trọng hơn. Vậy nếu cậu trả thù và kế hoạch trả thù đó thất bại thì sao? Nếu thất bại, cậu lại sẽ tiếp tục khay cú, dây dứt, suy nghĩ cách trả thù tiếp theo. Nhưng làm sao cậu có thể biết được kế hoạch đó thành công hay thất bại, đúng không? Dạ đúng. Và dù thành công hay thất bại thì đều khiến cuộc sống của cậu chẳng thể bình yên được. Vậy là trong trường hợp nào, dù trả thù thành công hay trả thù thất bại, cậu đều không cảm thấy bình yên. Cậu còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu dự án lớn lao cho cuộc sống. Đúng vậy, rất nhiều khách hàng đang chờ tôi, và gia đình tôi còn đang có một kế hoạch rất quan trọng trong thời gian tới. Vậy thì tốt nhất là hãy buông bỏ việc trả thù này đi. Buông bỏ ư? Đúng, chẳng phải buông bỏ là sẽ giúp chính cậu không còn phải suy nghĩ nữa hay sao? Và cậu dành thời gian làm những việc có ích hơn cho hiện tại, thay bằng việc ám ảnh với những trả thù cho quá khứ mà hiện tại không còn giá trị cho cuộc sống của cậu nữa. Dạ chú, thật là cháu từ trước đến nay vẫn nghĩ chú thật đơn giản. Không ngờ chú nói những điều khiến cháu phải giật mình. Cháu, hình như cháu so với chú còn quá trẻ con. Dù giờ cháu đã là một giám đốc, một người thành đạt, cháu tưởng đã đủ trải nghiệm cuộc đời rồi. Vậy mà sau nói chuyện với chú, cháu thấy mình sao còn quá nông nổi. Thực ra thì tôi cũng đã từng giống cậu, đã từng rất hiếu thắng. Và rồi sau tất cả các hiếu thắng của mình, tôi mới nhận thấy tha thứ cho người khác cũng là cách khiến tâm hồn mình thanh thản cậu ạ. Sao cậu lại ăn mặc như thế này? Cái áo cũ và đôi giày còn sờn cả da, mà cậu khéo móc đâu ra cái đồ tồn kho này thế hả? Bộ vest và đôi giày hàng hiệu mấy chục triệu đâu rồi? Mình có lý do của mình. Lý do? Chúng ta đã lên kế hoạch để trả thù Thụy mà. Cậu sao thế? Chúng ta cần cho cô ta biết giờ cậu giàu có như thế nào. Hàng trăm triệu đối với cậu là chuyện nhỏ. Cô ta sẽ phải ân hận, phải dây dứt vì ngày xưa cô ta đã từng hét vào mặt cậu bởi vì anh nghèo. Cậu à, cậu đã quên những điều cậu nói với tớ rồi sao? Dương à, cậu sao thế? Sao trần mặt ra vậy? Nghe tớ nói không? Có chứ. Tớ nhớ hết chứ. Nhưng cũng vì nhớ hết, không thiếu một chi tiết nào của các kỷ niệm xưa cũ, nên tớ đã quyết định sẽ không trả thù nữa. Và tớ sẽ đến đây họp lớp với bộ quần áo giản đơn nhất, bình thường nhất. Trời, cậu... Mình xin lỗi, nhưng mình có một kế hoạch khác rồi. Cậu nhất định phải giúp mình đó. Giúp cái gì? Không khoe khoang gì với Thụy về vị trí và về tài sản của tôi. Chào mọi người, lâu lắm rồi không gặp các bạn nha. Lâu lắm không gặp cậu, biệt tâm biệt tích vậy. Giờ sao rồi? Mình thì cũng bình thường thôi, đi làm công ăn lương làng nhàng ấy mà. Hình như cuộc sống của cậu ấy cũng vất vả lắm. Thùy, lâu lắm không gặp cậu. Chào cậu. Cậu không vui khi gặp lại mình à? Mình đâu còn mặt mũi nào để gặp cậu đâu. Trời ạ, chuyện cũ thì cũng đã qua rồi. Thật ra mình không còn suy nghĩ về chuyện cũ lâu rồi. Mình chỉ mong cậu sống hạnh phúc thôi. Cảm ơn cậu. Alo, anh ạ, em nghe đây. Vợ ơi, ngân hàng đã đồng ý cho chúng ta vay vốn rồi. Hả? Thật không anh? Công ty được cứu rồi. Vậy thì tuyệt quá, tốt quá rồi.
Tại sao cậu lại phải làm như vậy? Cậu cố tình giấu Thùy chuyện chính là giám đốc ngân hàng, giấu đi sự thành đạt và giàu có đáng tự hào của cậu. Đã thế, cậu còn giúp đỡ vợ chồng của họ, đồng ý cho công ty họ vay vốn, điều mà đáng lẽ ra cậu có thể từ chối để trả thù họ. Tại sao vậy Dương? Mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Mình muốn cô ấy tin rằng năm xưa rời bỏ mình không phải là một quyết định sai lầm. Như vậy có lẽ cô ấy sẽ không phải nuối tiếc và quá áy náy về chuyện đã qua. Trời ơi, mình đang nghe chuyện gì thế này? Chuyện này là thật hay là mơ đây? Đúng là anh ấy, nhưng chuyện này sao có thể? Thay vào đó, cô ấy sẽ hài lòng hơn một chút, có động lực thêm một chút với cuộc sống hiện tại. Và tha thứ cho cô ấy cũng là một cách để mình có thể an nhiên, vui vẻ bước tiếp đoạn đường của riêng mình. Anh Dương, em thật sự không xứng đáng để nhận được sự tha thứ của anh đâu, anh Dương ạ. Nghĩ về những chuyện trước kia, lẽ ra giờ đây anh phải đến trước mặt em mà trách cứ, mà oán hận con người phụ bạc như em mới phải. Anh phải đường đường chính chính mà hả hê, mà cười vào hoàn cảnh của em lúc này chứ. Nếu anh làm thế thì có lẽ em đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sự cao thượng của anh chỉ càng khiến em ân hận, càng khiến em nuối tiếc cho quyết định của mình trước kia mà thôi. Em sai rồi, em sai thật rồi. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Và cũng thật sự cảm ơn anh vì tất cả những điều anh đã làm cho em. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.